Lão đại, ban đầu chúng ta tính đi Hồng Cá Mập, tại sao lại chuyển sang Vịnh Hồi Lân? Cô mà biết cái gì? Cái này gọi là bất ngờ, khiến chúng không kịp trở tay. Lão đại, cẩn thận một chút chẳng hơn, cẩn tắc vô ấy nấy. Hầu tử, rồi, tất cả qua đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu hành động. Nhóm một không mang hàng, tới địa điểm chỉ định, nhanh chóng chiếm lĩnh địa hình có lợi, yểm trợ hai đội sau lên bờ. Hiểu rõ chưa? Hiểu rõ. Nhóm hai, cậu dẫn đội, mang theo ít hàng, sau khi xác nhận không có mai phục, xông lên. Nhóm ba, tôi và Ami dẫn đội, yểm hộ hai đội các cậu lên bờ. Nếu gặp phải phục kích, chúng ta chỉ có thể mở đường máu. Ông chủ, có người chặn đường sau thì làm sao? Cậu nói làm sao hả? Chúng ta mang nhiều hàng như vậy, bị bắt là tội chết. Chỉ có liều chết mới giữ được mạng thôi. Cậu muốn sống không? Muốn sống thì phải liều. Bắt đầu hành động. Nhóm một lên trước đi. Phim được dịch và lồng tiếng rồi. Nhóm hai lên. Khoan đã. Yên lặng. Có gì đó không đúng. Cảnh sát, ai cho mày nổ súng chứ? Mau tránh đi. Lãnh Hà Nam, có. Lập tức nói với Dạng Toàn, kêu hắn mau hạ vũ khí. Rõ. Dạng Toàn nghe đây, các anh hiện đã bị bao vây, lập tức hạ vũ khí trong tay xuống, mau bắn cho tôi. Chú ý ẩn nấp. Phán đoán theo tiếng súng, bọn chúng không có nhiều người. Nếu như chúng ta đứng ngoài này bắn vào trong đó, vừa mất thời gian vừa phí đạn. Bây giờ tôi ra lệnh, tất cả đoàn đội chia ra hai người một nhóm, cưỡng chế tiến công, quyết bắt được mục tiêu. Rõ.
Đứng nghiêm. Nếu không ta bắn chết nó. Giang Toàn, mày không muốn kết thúc như vậy đâu. Mày coi xung quanh đi. Mày nghĩ mày thoát được sao? Nếu tao có thể xuất hiện trước mặt mày, tao lúc nào cũng chạy thoát được, mày tin không? Giang Toàn, đừng có làm càn. Không phải tụi mày muốn nó chết chứ? Mau cút hết đi cho tao. Cút đi. Nhanh lên. Đứng lại. Giang Toàn, tao nói cho mày nghe, bây giờ bỏ súng xuống là đường sống duy nhất của mày. Bỏ súng xuống à? Bỏ súng xuống ta còn được sống sao? Hả? Lãnh mỹ nhân, mày rất thông minh, cuối cùng tìm được tao. Chỉ tiếc là mày đoản thọ quá. Đưa cô ta đi. Giải đi. Cục trưởng Đinh, giỏi lắm. Đội trưởng Lãnh, lập tức xử lý hiện trường, đặc biệt là vũ khí và thuốc viện. Phải chú ý làm rõ, cố định chứng cứ. Rõ. Anh Lưu, tôi là Đinh Lạc Sơn. Chúng ta bắt được Giang Toàn rồi. Đúng. Để không ảnh hưởng tới bước tiếp theo, trước khi chúng ta áp giải Giang Toàn tới phòng giam, không được tiết lộ tin tức ra bên ngoài. Đây là điều khoản kỷ luật. Alo, Giang Toàn đã liên lạc với cô chưa? 3 ngày trước tôi nhận được thư điện tử của anh ta. Có nói đang chuẩn bị quá cảnh. Hôm nay tôi gọi 6 cuộc điện thoại nhưng mà anh ta không bắt máy. Liệu có chuyện gì không? Rất có thể. Có phải cô nghe được tin gì không? Vậy thì không có. Tôi chỉ có một dự cảm không lành thôi. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Yên lặng chờ đợi, gặp mặt rồi nói. Lãnh Hà Nam, phải mau chóng loại bỏ. Tôi thấy chuyện này chưa tới lúc. Có lẽ nên suy nghĩ thêm. Cô còn suy nghĩ gì nữa? Bây giờ cá không chết thì lưới rách. So với chờ đợi, chỉ bằng ra tay trước. Bây giờ cô ta đang điều tra cô. Nếu như cứ điều tra theo hướng đó, cô nghĩ thử xem sẽ có hậu quả gì. Sao tôi thấy cô giống Angel vậy? Nếu như là cô hãy nhìn vào chúng ta nhiều năm vất vả, thêm tiền cho chúng tôi. Cô nghĩ gì vậy? Sao tôi lại thành Angel chứ? Đã tới lúc này rồi, cô còn giấu chúng tôi làm cái gì? Tôi nói lại thêm một lần nữa, tôi không phải là Angel. Hành động của tôi cũng bị Angel kiểm soát. Ông ấy có một đôi mắt theo dõi cô và theo dõi tôi. Nếu chúng ta làm trái ý của ông ấy, ông ta sẽ giết chúng ta. Cô chưa thấy mặt của ông ấy sao? Ông ấy giao việc cho cô kiểu gì vậy? Qua mạng internet và tin nhắn điện thoại.
Ông ấy chưa bao giờ gọi điện thoại cho cô sao? Tình huống khẩn cấp thì có gọi. Vậy cô chắc nghe được gì đó từ giọng của ông ta rồi. Giọng ông ấy rất quen, nhưng dường như lạ lẫm. Rất gần, lại như rất xa. Vậy chúng ta phải làm sao? Nếu như muốn sống, đành phải liều một phen. Liều à? Liều với ai? Liều với cảnh sát. Cảnh sát? Liều với cảnh sát. Đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Mày luôn theo dõi tao sao? Hôm nay chuyện này cũng phải kết thúc rồi. Đúng vậy. Nhưng cái kết tốt nhất của cô là đi theo tôi. Đi theo mày. Trước khi mày chết, có một chuyện tao muốn làm cho rõ. Mày là một cảnh sát bị khai trừ. Làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi chỉ muốn mọi người được yên ổn sống qua ngày. Mong muốn mỗi ngày đi trên đường bình an, đều được bình an vô sự, thái bình vui vẻ. Mong muốn những kẻ buôn bán ma túy hại người như cô bị bắt lại, để pháp luật trừng trị.
Nhưng mày đâu phải là cảnh sát, tội gì phải quan tâm mấy chuyện này làm gì? Chỉ cần tôi từng mặc cảnh phục thì cả đời này sẽ không rời khỏi cảnh sát. Được rồi, tao sẽ giúp mày. Tao phải coi mày rốt cuộc có được mấy cái mạng. Sư phụ, sư phụ, sao lại như vậy chứ? Chuyện này là do ai làm? Sư phụ à, anh nói tôi nghe đi. Tôi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cái thứ này thôi. Có đồng đội như chiếc gương, tôi thực sự yên tâm. Cảm ơn cậu, luôn coi tôi là sư phụ, coi tôi như là anh trai. Sư phụ à, alo, Phương Minh, có phải cậu ở cùng với sếp Lãnh không? Đúng vậy sếp Trương. Được rồi, lập tức trở về cục. Nhớ kỹ, nhất định bảo vệ an toàn cho Lãnh Hà Nam. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội cậu. Nghe rõ chưa? Rõ rồi. Sếp Lãnh, sếp Trương kêu chúng ta mau chóng quay lại. Tại sao? Không biết nữa. Chúng ta tốt nhất quay về đã. Lỡ như trong cục có chuyện thì sao? Liệu có chuyện gì được chứ? Đi đi. Không sao đâu, anh trả đồ cho người ta, người ta nhất định sẽ tha thứ cho anh mà. Đi đi.
Làm sao vậy? Đi đi, không có sao đâu. Em sẽ ở đây chờ anh mà. Đi đi. Là tao. Đồ được đưa lại rồi. Tên câm mang trả lại. Máy tính đã bị đụng vô. Kết quả không lý tưởng. Lão đại, vậy phải làm sao? Còn cần tao phải nói sao? Anh Câm. Anh Câm. Anh Câm à, anh tỉnh lại đi. Anh Câm à, anh mau tỉnh lại đi. Có ai không? Mau cứu người, có ai không? Anh Câm à, anh mau tỉnh dậy đi mà. Anh tỉnh dậy đi, anh Câm. Anh mau tỉnh dậy đi. Anh Câm à, anh mau tỉnh lại đi. Anh tỉnh dậy đi, anh Câm.
phim được dịch và lồng tiếng. Trúc Xuân Minh, tao để ý mày từ lâu rồi. Đuổi theo mau. Đuổi theo. Đại ca, hộ chiếu trong vali, lần này đi đừng quay về nữa. Trương Kiến, lần này sau khi tôi đi, cậu làm gì khác đi, đừng theo tôi nữa. Đại ca, cả đời này tôi theo anh, anh là anh em ruột của tôi. Trương Kiến, quay đầu, quay về. Đại ca, nửa tiếng nữa là tàu chạy rồi. Tôi nói rồi, quay về mau. Mau. Con muốn biết cái gì? Con muốn biết tại sao Vạn Toàn Thủy Bình lại liên quan tới ba? Án ma túy Giang Xuyên có phải liên quan tới ba không? Rốt cuộc ba có phải là Angel không?
Nam Nam, những gì ba làm đều là vì con. Con không muốn nghe cái đó. Con chỉ muốn ba trả lời câu hỏi của con thôi. Đứng nghiêm, giơ tay lên. Đứng nghiêm. Đứng nghiêm. Tao kêu chúng mày đứng nghiêm. Tiểu lão đại, anh manh động quá. Mày khỏi nhiều lời. Con gái mày giết em trai của tao, tao phải báo thù cho em trai của tao. Mày ra giá đi. Muốn bao nhiêu tiền tao cho mày hết. Tiền có ích gì? Tiền có thể làm em trai tao sống lại được hay không? Tao muốn con gái của mày phải đền mạng. Tiểu lão đại, mày chán sống rồi hả? Bỏ súng xuống cho tao. Mày nghe rõ không? Bỏ súng mau. Bỏ xuống. Bốn người các cậu chia nhau chặn đường đi. Rõ, hai cậu theo tôi. Tiểu lão đại, còn nhớ lời tôi nói với ông không? Tôi nhất định tự tay bắt ông đưa ra tòa thủ lý. Ngày này tôi đợi rất lâu rồi. Sếp Trương, tôi cũng đã từng nói rồi, chuyện tôi muốn làm cậu không cản được, và không ai cản được. Tôi không chờ đợi phút nào hết. Tôi không ngu ngốc như cậu đâu. Lúc này còn cứng miệng với tôi được sao? Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Đứng lại, không được cử động. Đứng nghiêm. Có phải mày không ngờ cũng có ngày hôm nay không? Trương Kiến, mau nổ súng đi. Bắn chết hắn ta đi. Bắn chết hắn. Đi thôi.
Xuân Minh, Xuân Minh, Xuân Minh, Xuân Minh, Xuân Minh, Xuân Minh. Sếp Trương, nếu như anh coi tôi là bạn bè, năm hết Tết đến ghé thăm nhà tôi, hỏi thăm cha tôi, ông ấy không thích gì, chỉ thích uống một chút ít. Xuân Minh à, khi nào anh tới, anh nhớ mang theo 2 bình rượu. Xuân Minh, Xuân Minh à, người anh em, người anh em, nghe tôi nói đã, tôi có lỗi danh, tôi có lỗi danh, tôi trước đây sếp Trương, hãy hứa với tôi đi, tôi hứa, tôi hứa, anh yên tâm đi, yên tâm đi, rượu của cha anh sau này tôi lo hết, hả? Cứ yên tâm đi. Xuân Minh, Xuân Minh. Chúc Xuân Minh, bỏ súng xuống đi. Nếu anh thả tôi đi, tôi sẽ bỏ súng xuống. Thả đi à? Anh là con sâu của ngành. Chúc Xuân Minh. Bác trai, cục trưởng Đinh, cục trưởng Lưu, chào bác. Bác trai à, tụi con công việc bận rộn, không thể tới thăm bác sớm hơn. Cậu coi cậu nói cái gì kìa. Nếu như Xuân Minh biết hai vị cục trưởng cùng nhiều đồng chí tới nhà chơi như vậy, nó chắc chắn sẽ vinh hạnh lắm. Vào nhà ngồi đi, mau, vào nhà đi, nhanh lên, vào đi, vào đi, ngồi đi, ngồi đi. Được rồi, nào, nào nào, ngồi đi, ngồi đi. Bác ngồi đi, nào nào, bác ngồi đi. Người có tuổi rồi, chỉ thêm phiền phức. Cậu coi mọi người ai cũng bận rộn, còn tới tận nhà thăm hỏi, thiệt là ngại quá. Bác trai à, con trai của bác, Chúc Xuân Minh, là tấm gương rất đẹp. Đẹp cái gì? Nếu như vợ nó không phải loại người đó, nó cũng không rơi vào cảnh này. Cậu có biết nó rất muốn về cục cảnh sát hay không? Giống các cậu, được mặc đồng phục cảnh sát. Thật. Nhưng mà sao nó không theo anh về vậy? Chào ông. Cục trưởng Lưu, nào, mau ngồi đi, ngồi đi. Nào, ngồi đi. Ông cũng mau ngồi xuống đi. Ông à, hôm nay chúng tôi tới là để báo cho ông biết một chuyện. Ông già, con trai của ông, sau khi Chúc Xuân Minh ra tù, chúng tôi cử cậu ấy trà trộn vào băng đảng ma túy của Tiếu lão đại để làm tay trong, để phá án. Con trai của ông lần nào cũng kịp thời cung cấp thông tin vận chuyển cho chúng tôi biết. Điều này giúp cho công cuộc phá án càng ngày càng thêm khởi sắc. Là vậy sao? Tốt quá rồi. Được vậy thì tôi cũng yên tâm hơn rồi. Những ngày vừa qua, tâm lý tôi không hề ổn định chút nào. Tôi cứ lo nó làm gì sai, rồi có lỗi với cục trưởng Đinh nữa. Anh coi, ông già. Nhưng mà con trai của ông, Cậu ấy đã che chắn cho đồng đội của mình. Cậu ấy, nó làm sao? Cậu ấy hy sinh rồi. Ông già ơi,
là do cục trưởng như tôi không bảo vệ được cậu ấy. Tôi có lỗi với ông. Tôi có lỗi với ông. Ông già ơi, ông già, ông già ơi, ông già ơi. Nó đi rồi. Nó bỏ tôi một mình mà đi rồi. Nó chưa từng nói cho tôi biết nó đã làm những việc đó. Những ngày vừa qua, tôi chưa từng có một ngày nào giữ thể diện cho con trai tôi. Ngày sinh nhật của nó, tôi còn đánh nó nữa. Lúc đó nó chỉ nói với tôi một câu mà thôi. Nó nói nó biết cách làm người. Nó biết cách làm người. Ông già ơi, ông già ơi, nếu ông thấy buồn thì cứ khóc đi. Ông cứ khóc đi. Tôi không khóc. Không khóc. Nếu Xuân Minh ở trên nghe thấy tiếng tôi khóc, nó sẽ không yên lòng. Để ra đi. Phim được dịch và lồng tiếng Minh. Phim 4K. Con giỏi lắm. Điều khiến tôi thấy khó chịu đó chính là tôi không nên đánh nó. Không nên đánh nó. Ông già ơi, ông già ơi, tôi không nên đánh nó. Ông già ơi, ông già ơi, nó đang ở đâu? Nó ở đâu? Tôi đi thăm. Ông già ơi, con trai của tôi ở đâu? Tôi phải đi thăm nó. Nó ở đâu rồi hả? Được rồi. Nó ở đâu vậy? Được. Nó đâu rồi? Tôi đi thăm nó. Được rồi. Tôi đưa ông đi gặp cậu ấy. Để tôi đưa ông đi. Ba. Biết rồi. Sao rồi? Giang Toàn bị nhốt vô trại giam rồi. Nói vậy là chúng ta tiêu rồi. Không đâu. Cho dù Giang Toàn không chịu nổi và khai chúng ta ra, không có bằng chứng cũng vô ích. Không ngờ là chúng ta lại thua thảm hại như vậy. Tiền tất cả đều ở chỗ Giang Toàn rồi. Không phải các người đã rửa được một ít rồi sao? Ai biết được số tiền đó có gặp trục trặc hay không? Lên trên mạng tra thử đi. Phải. Không xong rồi. Hết tiền trong tài khoản rồi. Bị bọn chúng lấy đi hết rồi. Đâu, để tôi coi. Không ngờ là Kiều Tuệ Quyên này suy nghĩ nát óc để chơi một vố, tới cuối cùng trận trắng tay.
Không được, chúng ta phải đi tìm Angel. Làm như dễ tìm lắm vậy. Vậy phải làm sao? Mình chịu thua à? Bây giờ vẫn còn một cách duy nhất. Đó là cách gì? Đó là cách giữ mạng. Giữ mạng sao? Vào đi. Anh Đinh, có chuyện sao? Có chuyện. Chuyện của Kiều Tuệ Quyên. Chúng tôi đã tìm hiểu được thông tin của Kiều Tuệ Quyên. Tôi cũng đã nắm thông tin. Được rồi. Là thông tin gì? Kiều Tuệ Quyên, 28 tuổi, tuổi thật là 33, quê Giang Xuyên. Lúc học đại học từng học ngành ngoại ngữ Đông Phương, sau đó từng qua Đông Nam Á, từng làm ở quán karaoke, từng chia bãi sòng bạc. Sau đó quen biết với Giang Toàn, tham gia vào băng nhóm. Giang Toàn vượt ngục và trốn thoát khỏi Giang Xuyên, có liên quan tới cô ta. Anh Đinh, bổ sung gì không? Hết rồi. Phó thị trưởng Châu đã nói rất rõ ràng. Được rồi, tôi muốn được yên tĩnh một mình. Ra ngoài đi. Phó thị trưởng Châu đã phải tự kiểm điểm về lỗi lầm của mình và bị thành quỷ phê bình. Alo. Cô tính làm gì? Anh đừng căng thẳng. Tôi có căng thẳng gì đâu. Cô mới là người nên căng thẳng đó. Anh nghe đây, rốt cuộc mục đích của cô là gì? Nói. Phó thị trưởng, anh đừng kích động. Có gì từ từ nói. Anh có thể dùng tông giọng như trước đây của chúng ta nói chuyện được không? Tôi thích được anh gọi là Tiểu Kiều. Nói thẳng đi. Cô đã tốn nhiều công sức để dụ tôi như vậy. Rốt cuộc cô muốn gì? Tôi không cần tiền của anh. Vậy cô muốn gì? Tôi muốn anh ra biển với tôi một chuyến. Chắc cũng đơn giản mà phải không? Muốn ra biển sao? Rốt cuộc cô muốn ra đó làm gì? Chuyện đó anh không cần lo. Sao tôi phải đi với cô chứ? Cô tưởng là trong tay cô nắm được bài tủ nào rồi sao? Nếu trong tay cô đã có gì, chắc chắn chỉ là rác rưởi. Việc duy nhất cô cần làm là nhanh chóng ra đầu thú. Vậy sao? Nếu như anh vẫn còn nhớ lúc đi tới thác nước, lúc thả Giang Toàn ra ngoài, Phó thị trưởng Châu đang ngồi trên xe. Giờ anh ấy đang ở trại giam. Cần anh ấy tra xác thực không? Còn nữa, lúc tới chùa Đại Ninh cũng nhờ Phó thị trưởng hỗ trợ về mặt giao thông, Giang Toàn mới có thể thuận lợi đem ma túy vào trong. Tôi nói sai sao? Cô đang uy hiếp tôi đó hả? Tôi làm gì có ý đó. Tôi chỉ là cảm thấy Phó thị trưởng dạo này làm việc mệt mỏi, nên ra ngoài thư giãn một chút. Tất nhiên, đi hay là không đi thì tùy bản thân anh quyết định. Cô đang ở đâu? Nhìn ra ngoài đi.
Sao cô vào đây được? Ông có thể cướp mất số tiền lớn tới vậy khỏi tay chúng tôi. Sao tôi không thể tới chỗ cô nghỉ ngơi một chút chứ? Thủy Bình, lần này cô biết ông ta là ai chưa? Nếu như đã biết rồi, sao còn vô lễ như vậy? Ông chủ Du, ông ác quá, không để lại một xu nào hết. Nếu như tôi không chuyển tiền đi hết, các người có cho tôi lên thuyền không? Làm việc phải có quy tắc, ông không thể nào không chào hỏi nhau được. Đừng nói nhảm nữa, mau chuyển tiền cho tài khoản của tôi đi. Nói đi, muốn bao nhiêu? Trong lòng ông tự biết. Có chi phiếu kìa, thoải mái điền đi. Ông quý gì? Ông tưởng lên thuyền không chuyển tiền được sao? Tôi có thể dùng mạng không dây. Đúng là phụ nữ thiếu hiểu biết. Các cô có biết phần đáy của con tàu này là gì không? Chiếc thuyền này bề ngoài thì giống chiếc du thuyền sang trọng, nhưng thật ra có một phần là xưởng gia công. Xưởng gia công? Xưởng gia công gì? Ngày nắng đẹp đã khởi hành từ phía nam và bắt đầu sản xuất. Tôi nói cho các cô biết, tới tối hôm nay, tới vùng biển Trung, lô hàng đầu tiên được xuất giá trị lên tới tiền tỷ. Sao tôi có thể bỏ rơi bạn đồng hành với các cô được? Biển Trung? Có khi nào tới được biển Trung rồi giết chúng tôi diệt khẩu không? Có một mình tôi thì làm được sao? Lợi dụng du thuyền gia công ma túy, xem ra đây là phát minh vĩ đại của ông. Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Tuần tra đường biển C-002. Sản xuất trên biển không bị ô nhiễm, loại bỏ hàng hư, không lưu dấu tích. Đây là kế hoạch chỉ có lợi chứ hoàn toàn không có hại. Phải, một khi có biến, chúng ta sẽ chôn thay ở biển Trung. Không dám mạo hiểm thì làm sao mà kiếm được nhiều tiền? Dù sao thì đã lên thuyền rồi, đành theo ý trời thôi. Nói đi, bây giờ phải làm sao? Tôi dắt hai người mở mang tầm mắt. Đứng yên. Đứng yên.
anh biết hết rồi. Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi là cảnh sát lâu năm. Anh muốn làm gì? Tôi muốn đưa cô về cục cảnh sát. Cô lộ liễu quá rồi, cần tìm một nơi yên tĩnh một chút để cô tự kiểm điểm. Sao anh lại bắt tôi? Kẻ buôn ma túy Kiều Tuệ Quyên, cô còn tính chối tội sao? Anh tưởng tôi là Angel à? Anh sai rồi, tôi không phải là Angel. Angel các anh còn không biết, không ai bắt được đâu. Angel Kiều Tuệ Quyên, không ai thoát được hết. Chuẩn bị lên thuyền. Dạ rõ. Dạ rõ. Hành động. Rõ. Hành động. Người trên thuyền hãy chú ý, lái qua trái. Người trên thuyền hãy chú ý, dừng thuyền. Lập tức bỏ vũ khí xuống, nhanh chóng bước ra ngoài bon tàu. Chúng tôi đảm bảo an toàn cho các người. Sếp Châu, sếp Châu. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim. Sếp Châu, mau. Nhanh, nhanh đi. Khống chế buồng lái, đừng để bọn chúng chạy thoát. Rõ. Chí Cương, đưa Sếp Châu lên. Còn anh thì sao? Thực hiện mệnh lệnh đi. Nhanh đi. Anh Lưu, tôi đưa người lên thuyền, anh ở lại giám sát đi. Được rồi, đi theo tôi. Rõ. Nhanh lên, đi. Sếp Đinh tìm khắp thuyền vẫn không thấy Chu Kiến Khoan. Vậy đi, cậu đưa người xuống thuyền, phong tỏa toàn bộ cửa ra thành phố, truy đuổi Chu Kiến Khoan. Dạ rõ. Đi thôi. Khoan đã. Kiều Tuệ Quyên, cô còn lợi hại hơn tôi tưởng rất nhiều. Cục trưởng Đinh, các người chưa thắng đâu. Tất nhiên là tôi biết, bởi vì Angel đã trốn thoát. Nhưng tôi nói cho cô biết, chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt được hắn. Về điểm này tôi dám khẳng định. Đừng bốc phét nữa. Tới tận bây giờ các người thậm chí còn chưa biết Angel là ai mà. Nói như vậy là cô biết hắn là ai sao? Tôi không biết. Kiều Tuệ Quyên, cô là phụ nữ, cô còn rất trẻ. Tôi muốn cho cô cơ hội lấy công chuộc tội. Nếu cô không trân trọng thì đồng hành cùng với cô chỉ có nhà lao mà thôi.
là Du Kiến Khoan. Tôi cũng mới biết thôi. Đưa đi. Cô sao vậy? Không khỏe đâu sao? Tôi chỉ đang muốn biết. Nếu tôi thật sự thấy không khỏe thì các cô có thể tới đây kịp thời không? Cô coi đây là trò đùa sao? Cảnh sát lãnh, đây không phải trò đùa đâu. Nếu cô không có việc gì thì đừng có bấm cái nút đó. Tôi ở đây bức bối sắp chết rồi. Các cô có thể báo cho bác sĩ biết và cho tôi xuất viện được không? Tôi không thể chịu đựng thêm một giây một phút nào ở đây nữa. Cô đã nói tới vấn đề này nhiều lần lắm rồi. Bệnh viện phải chịu trách nhiệm. Vết thương của cô có thể trở nặng đó. Cô không thể xuất viện được đâu. Được, tôi biết rồi. Các cô đi đi. Sếp Đinh, tìm kiếm khắp mọi nơi vẫn không thấy hắn. Tôi đoán hắn còn ở Giang Xuyên. Tiếp theo phải làm sao? Ngoài việc bỏ chạy, hắn không còn lựa chọn nào khác. Phải rà soát kỹ lưỡng ở mọi nút đường. Dạ rõ. Lưu Cường, có. Kiểm tra toàn bộ nẻo đường ở Tây Thành. Rõ. Lần này đâu có bấm chuông. Sao các cô lại tới rồi? Tôi nói rồi, tôi không... Sao lại là ông? Bà tới để thăm con. Ông muốn làm gì? Con đừng căng thẳng. Ba là ba của con mà. Ông không phải là ba tôi. Tôi không có loại ba giống như ông. Tất cả những gì ba làm đều là vì con. Trước đây ba thật sự đã nợ con rất nhiều. Bây giờ ba muốn bù đắp cho con nhiều hơn. Bù đắp à? Tôi không cần ông bù đắp. Sự bù đắp của ông khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm. Sao con có thể nói như vậy với ba chứ? Hắn trốn tới đâu được chứ? Tôi nghĩ trước khi hắn rời khỏi Giang Xuyên, chắc chắn sẽ đi gặp một người. Nói gì đi nữa, chúng ta vẫn mãi mãi là cha con. Con có thể trơ mắt nhìn ba lao vào chỗ chết sao?
phim được dịch Nam Nam tại phim Ba xin con hãy giúp ba vượt qua lần này. Sau này tiền về với ba rồi, cha con chúng ta tìm một nơi thật yên tĩnh để sống cuộc đời an nhiên. Nằm mơ đi, tôi không giúp ông đâu. Con thực sự nỡ tuyệt tình vậy sao? Tuyệt tình với loại người như ông không có gì là tuyệt tình. Được thôi, nếu như con không giúp bà, bà cũng không ép nữa. Nam Nam, bà đi đây. Đứng lại, ông không được đi. Ông phải về cục cảnh sát. Theo tôi về cục đi. Nam Nam, Nam Nam, con mau về cục cảnh sát đi. Mau theo tôi về cục đi. Con muốn làm cái gì? Nam Nam, con muốn làm gì đây? Mau theo tôi về cục đi. Tôi cho ông biết, ông không được đi. Ông không được đi. Nam Nam, Nam Nam, Nam Nam, Nam Nam, Nam Nam, con sao vậy? Sao vậy con? Sao vậy hả? Tỉnh lại đi. Con có sao không? Con có sao không? Tỉnh dậy đi. Có sao không hả? Con sao rồi? Theo tôi về cục đi. Lao vào chỗ chết à? Chỉ cần con tha cho ba, bọn họ sẽ không bắt được đâu. Nam Nam, ba là ba của con. Không, ông không phải là ba của tôi. Ông buôn ma túy, ông là Angel. Tôi không để cho ông đi đâu. Ông không được đi. Buông ra. Không, buông ba ra đi. Không, đi theo tôi. Nam Nam, lớn từng tuổi này rồi, lần đầu tiên con ôm ba, lại là đưa ba vào chỗ chết hả? Theo tôi tới cục cảnh sát đi. Con buông ba ra. Không, không, buông ba ra. Tôi không buông. Ông Du, ông còn nhớ tảng đá ông tặng cho tôi không? Ông nói với tôi, giường thiếu đá không đẹp, nhà không đá không tốt, phòng không đá bất an. Hôm nay tôi cũng tặng lại ông mấy câu này. Người vô tình là thú, sống không có đức là nhục, không tuân luật pháp là sai trái. Cục trưởng Đinh, anh thắng rồi. Tảng đá đó của ông tôi cắt ra rồi, không đáng một xu.